Xin chào toàn thể anh em chơi bài lá. Ngày hôm nay thì tôi làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm là kính Mỹ 9D nhìn trên bài. Thì trước mặt anh em là kính Mỹ 9D tôi nhập khẩu về để cho anh em chơi bài lá, giúp anh em nhìn bài như chơi bài ngửa họ, thì không để làm mất thời gian của anh em. Tôi sẽ cho anh em nhìn chi tiết của cái cấu tạo của cái kính này. Ở đây, kính vỏ hộp màu xanh dương là kính 9D có dòng chữ Made in USA. Ở bên trong nó bao gồm một cây đeo giúp anh em đeo cho dễ hơn này, và một cái lọ này anh em đi chơi anh em đem theo anh em đút túi quần đó. Cái lọ thủy tinh này là đựng kính đấy. Thì cách thức cái này chưa sử dụng như nào và ưu điểm nhược điểm gì thì tôi sẽ giới thiệu luôn cho anh em này. Thì đầu tiên anh em lấy kính ra, anh em sử dụng cho tôi một cái tăm bông như này đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái kính này, kính Mỹ 9D này đấy. Đây thì bên trong này là được một cặp kính này anh em này, thì tôi sẽ bỏ cái này bên ra ngoài. Ưu điểm của kính Mỹ 9D này là đeo êm mắt này, không cộn mắt này đấy, và thời gian đeo lâu nhìn bài siêu nét, bởi vì nó siêu mỏng anh em nhé. Đây anh em nhìn này đấy, khi anh em chơi thì anh em lấy ra dùng cái tăm bông, anh em tránh dùng những vật cứng để anh em tránh làm xước kính đó. Đây anh em lấy ra này, anh em vành rộng cái mắt ra, anh em ấn vào là xong, rất dễ dàng đeo đấy. Cái ưu điểm này là đeo không bao giờ đau mắt, êm và rực mỏng luôn, nhìn bài là siêu nét. Thời hạn sử dụng cái này là được khoảng 3 năm liên tục anh em nhé. Đấy anh em yên tâm chứ không phải đeo một lần rồi bỏ mà đeo 3 năm liền đấy. Tôi có những bán cho những khách là họ lấy 3 liên tục đấy. Thì có một cái câu hỏi anh em rất hay đặt cho tôi, đó cái bài ngoài chợ có nhìn thấy không. Tôi cũng khẳng định luôn với anh em là bài ngoài chợ là không thể nhìn thấy, mà phải kính là phải đi kèm với bài. Bài nhà tôi là làm giống hệt ngoài chợ luôn, chỉ có đeo kính mới thấy chứ bắt thường thì không bao thấy đấy. Thì khi anh em đeo kính thì nhìn bài nó sẽ như thế nào, thì bây giờ sẽ sử dụng cái kính thử này. Nó cũng tương đương như cái kính áp tròng nhìn xuyên bài, tất nhiên nó sẽ không rõ bằng. Thì khi đeo kính thực tế vào mắt thì mình sẽ nhìn rõ gấp 10 lần đấy. Còn cái kính này thì mình đeo để mình cho anh em thôi, nhìn qua xem nó khi đeo vào thì nó sẽ như thế nào. Để tôi sẽ đeo thử cho anh em xem này. Đấy. Đây. Em có thể nhìn qua như này. Thì nhìn rất là rõ nét, nhìn nó như bài ngược luôn này. Thì đây là con át này. Đó, anh em có thể nhìn qua này, con át này. Đấy. Con 2. Đây, con 2 này, anh em nhìn rõ ràng chưa? Anh em chơi bài mà chơi bài nhìn như bài ngửa này thì chắc chắn là phần thắng 100% là sẽ dành cho anh em rồi. Cái này anh em thể áp dụng với tất cả các môn bài Việt Nam. Ba cây liêng sâm phẩm chắn, bài cào, tôi xin lỗi chắn thì không còn nào dùng chắn cơ. Bài cào như độ. Đấy. Chơi được hết. Thì anh em nhìn như bài nhìn ngửa thì anh em chơi cái gì thì là chắc chắn là 100% là thắng rồi. Đấy thì anh em mua hàng anh em alo cho tôi cái số điện thoại ở trước màn hình này 0984804049. Đấy anh em nhìn qua này, con 6 này. Đấy. Có hai cái lưu ý anh em để ý cho tôi này. Cái con 10 và con 9. Cái con 9 là dành nó làm để phân biệt giữa con 6. Đấy tránh nghe nhìn nhầm thì đây. Con 9 nó sẽ dùng là nhìn cái móc chìa khóa này. Đó. Là con 9, con 10 thì là hình dấu cộng anh em nhé. Đây hình dấu cộng là con 10. Đấy, còn con JK nó như bình thường. Đây cái số điện thoại nhà tôi này, anh em alo cho tôi cái số điện thoại này này. Và có một cái ưu điểm nữa đặc biệt nữa, đó là cái với cái bộ kính áp tròng này và bài nhà tôi là anh em phải nhìn thấy chất con bài luôn. Đấy, chẳng hạn như tôi bỏ ra ba cái chất này. Cơ này, bích này, tép này, rô này. Đấy. Thì đây. Anh em nhìn này. Con 9 rô này. Cứ tất cả con rô. Nói chung tất cả con rô thì được đánh dấu là một cái nốt chấm ở bên tay trái này. Anh em nhìn thấy không? Đấy con rô. Thì con cơ thì nó ngược lại, là đánh dấu một cái chấm ở bên tay phải này anh em nhìn này. Anh em có thể nhìn qua này. Đấy. Con tép là nó làm ở giữa. Là con nhìn con tép, là con áp tép này. Đấy. Con áp bích. Tất cả những con bích thì này lại không có cái gì. Đó, thì là cái ưu điểm là mình nhìn được cả chất anh em nhá. Đó thì mình khi mình bỏ cái kính ra thì bài nó trở về như bình thường. Đó. Và có một cái thắc mắc cũng rất nhiều anh em đặt cho tôi là khi anh em đeo cái kính này là người đối diện là có nhìn thấy không. Tôi khẳng định với anh em luôn là không thể nhìn thấy anh em nhé. Nếu nhìn thấy tôi cho anh em luôn mở cái bài khỏi tính tiền.
Và bài bây giờ tôi thì có tất cả những mẫu bài, từ bài rồng đỏ, rồng vàng. Đây, đây tôi bỏ cái này cho anh xem này. Rồng đỏ, rồng vàng này, cúc áo này, bài WK 2001 này, đây, bài đô la trắng, đô la vàng có hết. Và những anh em đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài sử dụng những bài linh non này tôi đều có anh em nhé. Và thì anh em có nhu cầu anh em alo cho tôi số điện thoại không mà thay đổi là 0984 80449 để anh em tránh phải mua về. Xin chào tất cả các anh em, thì công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu các bạn cái sản phẩm là máy đánh bài bịp mới nhất của hãng. Đầu tiên thì giới thiệu các bạn cái máy đánh bài CAC 700 này, được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn máy. Tiếp theo là một con máy bài CVK 900 được ngụy trang trên một chiếc iPhone 13 Pro đấy, và CVK 680S được ngụy trang trên nền chiếc iPhone 8 Plus đấy, rất là đẹp luôn. Và một con máy bài CVK được ngụy trang trên nền chiếc máy Samsung đấy. Tôi sẽ đi vào chi tiết test cho các bạn từng con máy để thấy tốc độ của hải nó như nào nhá. Đầu tiên là tôi test cho máy bài CAC này. Con máy đánh bài là con máy đánh bài mới nhất của hãng CVK, hỗ trợ 12 camera và tốc độ báo bài là nhanh nhất bây giờ luôn. Đấy, đây là một cái dòng máy đánh bài cao cấp của hãng. Mỗi một cái máy đánh bài này thì nó sẽ có một cái mật khẩu riêng chỉ có bạn các bạn mới đăng nhập được. Với cái máy đánh bài này các bạn có thể chơi được tất cả môn bài ở Việt Nam, ngoài Bắc có trên 3 cây này, liêng, sâm, phẩm, trắng. Trong Việt Nam các bạn chơi được bài cào này, bình sập sám này, bình Ấn Độ, gò hơn lá biểu đấy. Tôi sẽ test cho các bạn thử cái môn bài đó là môn bài liêng nha. Khi các bạn chơi đó, là các bạn không thể để cái loa kia này được, nó sẽ kết nối vào một cái tai nghe như Bluetooth như này đấy. Đây, nó sẽ kết nối vào cái tai nghe Bluetooth này, rất là nhỏ và gọn. Đây, cho bạn xem tai nghe Bluetooth siêu nhỏ nó này đấy, rất là nhỏ luôn. Đấy, tôi vừa đặt cái máy ra đọc cái bài đã đặt cái báo ngay. Đấy, nó rất là nhanh luôn. Đây, đặt là báo đây. Đấy. Môn bài liêng, máy báo 2 là 2 lớn nhất rồi. Đấy. 2 là 7 điểm, 1 2. Đây, 7 điểm này. Cho bạn xem. 7 điểm là lớn nhất trong cái môn bài bán bài này. Những nhà này số 1 đây. Đấy. Nhà này là 5 này. Trong quá trình các bạn chơi nhé, là các bạn phải tăng giảm số người chơi bằng nút âm lượng ở đây. Đấy, tôi sẽ test cho các bạn một ván nữa này. 5 người chơi. Đấy, tôi sẽ bắt đầu test cho các bạn 5 người chơi này. Máy khi bài mà các bạn chơi bạn đặt xuống là nó báo, và người ta cắt đi là báo tiếp. Đấy, vẫn 5. Đấy, cắt là báo. Cắt lại mày. Cắt này. Đấy, yeah. Khi các bạn đặt bài xuống bạn cắt đi lại báo lại tiếp. Năm người chơi mèo báo 2. Đấy. Đây, 7 điểm này, lớn nhất. Đấy. Những nhà còn lại không qua được cái nhà 7 ấy. Đấy, thì test cho bạn qua vậy, các bạn thấy tốc độ báo ảnh của nó. Các bạn lưu ý cho mình để báo, máy báo là nhanh và chuẩn xác tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn lưu ý cho mình như vậy. Cái này thì chơi được rất nhiều môn bài. Tôi sẽ chuyển sang cái môn bài cào ở miền Nam đi. Đây, tôi sẽ chuyển cho các bạn cái môn bài cào nhé. Chuyển môn chơi rất là nhanh luôn, chỉ cần 5 giây là chuyển xong thôi. Đây, môn bài cào này. Bài đặt ngang dọc quan trọng. Đấy. Máy báo 2, 4 người chơi. Môn bài cào ở miền Nam. Đấy, 1, 2 là 9 điểm lớn nhất này. Đấy, môn bài cào này. Những nhà còn lại không qua được rồi. Đấy. Tiếp theo, kép luôn cho các bạn một cái môn nữa là môn bài binh Ấn Độ.
Đây con máy bài CNC 700 mới nhất hiện nay luôn. Test cho bạn gọi là binh Ấn Độ này, hay còn gọi là ba cây đôi, hay gọi là binh sáu lá, trong miền Nam gọi binh sáu lá. Đây. Đặt cả báo này. Máy báo ba này. Một. Binh sáu lá nào, trong miền Nam chơi là chia sáu lá. Đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, để bài 1, 2, 3, mấy báo ạ, 3 này, đây là nhà đúng nhất này. Đấy. Đây là 9 năm, đấy, chia là, xếp này là 9 năm. Đấy, lớn nhất trong cái bán bài này, những cái nhà này còn lại nó không thể qua được luôn. Đấy. Thì trụ sở cửa hàng là có hai trụ sở. Một là ở Sài Gòn, hai là ở Hà Nội, các bạn có thể cho trực tiếp. Rồi tiếp theo thì sẽ test đến con máy CVK900. Tôi sẽ test từng con một. Đây tôi sẽ đánh cho các bạn một liêng nhá. Con CVK900 tôi sẽ đánh liêng nhá các bạn. Đây để sẽ để đánh liêng nhá. Đây. 3. Đấy, 3 người, 3. 5 người chơi. Đang cài đặt 5 người chơi này vào 3. Đấy. 1 2 3 này, nhà 3 này. 6 này. Và lớn nhất. Những nhà này không qua được luôn. Đây. Máy báo nó chuẩn xác 100% luôn. Con máy bài CVK900 này các bạn nhìn này rất là đẹp luôn. Hỗ trợ là 13 camera. Đấy. Trên iPhone 13 rất là đẹp luôn. Báo nó cực nhanh và chuẩn xác. Tiếp theo giới thiệu đến các bạn con máy đánh bài CVK680. Đây. Đây là con máy đánh bài CVK680S. Đấy, test cho các bạn luôn. Môn là bài liêng. Đấy, test liêng các bạn nhé. Cái này thì đặt bài ngang dọc quan trọng. Phải đặt bài dọc này. Ba, mày báo ba bốn người chơi. Đấy các bạn thấy không? Quan trọng là khi bạn đặt bài xuống nó là báo rồi. Đấy là tốc độ báo bài của nó là như vậy. Đấy. Chuẩn xăng 100% luôn. Đấy. Bạn nhìn này, 1 2 3 này, nhìn này. Đấy. Rất là ok luôn, báo chuẩn luôn. Các bạn chơi, các bạn tăng người chơi này. Đấy, tăng lên 5 người chơi này. Khi có người ra vào các bạn bấm cái lương lượng tăng hoặc giảm theo ý các bạn luôn. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Máy báo 5 là 5 lớn nhất rồi. Đấy, liêng luôn này. 3, 4, 5 liêng luôn này. Máy báo 5 này.